Sau phiên bùng nổ theo đà thì nhà đầu tư cần phải làm gì? Có lẽ đây là cái câu hỏi mà rất nhiều anh em quan tâm trong cái thời gian vừa qua. Đó là sau khi bùng nổ theo đà xong thì nhà đầu tư cần làm gì? Mình có chia sẻ một vài những cái góc nhìn cá nhân cũng như là một vài những cái chiến thuật để anh em có thể tham khảo về sau phiên bùng nổ theo đà chúng ta nên làm gì. Đầu tiên đó là anh em nên quan tâm ít về chỉ số thôi. Sau phiên bùng nổ theo đà phải cực hạn chế quan tâm đến chỉ số. Tức là sau phiên bùng nổ theo đà, thị trường có thể back test, thị trường có thể test đi test lại, thị trường có thể sideways, thị trường có thể tăng ngay hay như thế nào đó, không cần quan tâm nhiều đâu đến chỉ số đâu. Cái đó là cái yếu tố số 1. Yếu tố số 2, không quan tâm nhiều đến chỉ số chứ không phải là không quan tâm tới chỉ số. Yếu tố số 2 đó là chỉ số sau phiên bùng nổ theo đà thì đừng có giảm quá, ví dụ giảm quá phiên 1% chẳng hạn. Tức là gần nhất sau cái phiên bùng nổ theo đà, sau ví dụ khoảng tuần vừa bùng nổ theo đà ngày hôm nay xong thì ngày mai ngày kia hạn chế có những cái phiên giảm trên 1% thôi. Hạn chế có những cái phiên mà giảm trên 1% với khối lượng lớn hơn cả khối lượng của phiên bùng nổ theo đà. Ví dụ như là bùng nổ theo đà là 20.000 tỷ tăng trên 1,5%, mà ngay sau đó xong 2-3 ngày sau lại có xuất hiện những cái phiên, hoặc thậm chí ngay ngày sau đó lại xuất hiện những cái phiên giảm trên 1% mà lại giảm là 23-24.000 tỷ, thì điều đó là điều không tốt. Thì cái yếu tố số 2, sau phiên bùng nổ theo đà thì tốt nhất là nó nên hạn chế, hay chúng ta gọi là hạn chế những phiên phân phối liên tiếp thôi. Thì yếu tố số 1 là hạn, không quan tâm quá nhiều đến chỉ số. Yếu tố số 2, không phải không quan tâm, tức là không phải là quan tâm quá nhiều chứ không phải là không quan tâm, mà yếu tố số 2 là chúng ta chỉ quan tâm khi có những cái phiên phân phối rồi, còn lại rung lắc bình thường không cần quan tâm. Đó là hai ý hoàn toàn khác nhau. Và cái ý số 3, không quan tâm thì quan tâm cái gì? Tập trung vào cổ phiếu. Khi mà thị trường đã xác nhận vào sóng rồi mà chúng ta cứ quan tâm đến thị trường, nó giống như cái việc là khi thị trường giảm chúng ta cứ chờ cổ phiếu nó tăng ấy. Tức là khi xác nhận vào sóng giảm rồi thì 80% là cổ phiếu giảm, con nào mà đáy ngược gió loanh quanh còn giảm bù. Nhưng mà khi mà thị trường đã xác nhận có những phiên bùng nổ theo đà, xác nhận vào sóng tăng, nó cũng như bắt đầu xác nhận vào sóng giảm ấy, thì chúng ta lại phải quan tâm đến cổ phiếu. Chúng ta lại phải quan tâm đến cổ phiếu, tại vì có những con nó sẽ chạy mạnh hơn cả thị trường. Với chúng ta hãy tập trung vào cổ phiếu chúng ta, xem là khi mà thị trường nó quay trở lại thì con nào là con gần đỉnh nhất, con nào là con vượt đỉnh trước, đó là những cái con mà chúng ta nên quan tâm trước. Còn sau đó xong, khi nào mà dòng tiền nó vào mạnh thì bắt đầu chúng ta mới quan tâm đến con ở phía dưới, để chúng ta đánh những cái sóng giữa sau này. Còn ở những cái pha đầu tiên thường là những cái con mà gần đỉnh, vượt đỉnh, nó tiếp tục nó chạy mạnh tiếp. Đấy là cái yếu tố số 3 mà cả nhà cần quan tâm. Cái yếu tố số 4 mà anh em luôn luôn, cái yếu tố này mà rất ít khi xảy ra nhưng anh em luôn luôn anh em đặt lên hàng đầu, đó là sau phiên bùng nổ theo đà anh em lại lo là bull trap. Có đến 30% cái tỷ lệ bùng nổ theo đà là xịt, nhưng chúng ta hãy có những cái stop cho nó, đúng không? Đầu tư mà lúc nào cũng sợ xịt thì bao giờ đầu tư. Vậy thì câu chuyện ở đây ấy, có những lần xịt hay chưa? Có rất nhiều, 30% cơ mà, đúng không? Mình còn nhớ là mình còn dính một phát vào đầu năm 2023, cái tầm tháng 2 ấy, tầm cuối tháng 2 có một phát bùng nổ theo đà, nó xịt bull trap luôn, đúng không? Nhưng dù bùng nổ theo đà sau đó bull trap hay không thì chúng ta sẽ có những cái điểm stop nhất định cho từng cổ phiếu. Và tất nhiên chúng ta phải có rất nhiều các dữ kiện, vì bùng nổ theo đà nó thường đi theo nhóm ngành dẫn dắt, các nhóm ngành dẫn dắt, các cổ phiếu dẫn dắt. Và nếu mà chúng ta chọn được đúng cổ thì cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta sẽ rất khó có thể là xấu đi. Đấy, còn dính trường hợp bull trap tất nhiên chúng ta phải stop rồi. Nhưng mà anh em luôn luôn đặt cái số 4 lên cái số 1 để anh em lo ngại, và anh em quên mất ba cái đầu. Trong khi bắt đầu nó hình thành sóng thật thì bắt đầu anh em loanh quanh lúc đấy đu vào thế này. Đấy, đúng đỉnh ngắn hạn. Tất nhiên mình bảo không bảo anh em đu đúng đỉnh, nhưng là dễ đỉnh ngắn hạn. Tại vì thời gian từ bùng nổ theo đà trở đi thì một con sóng sau bùng nổ theo đà nó phải tăng vài tháng, 2-3 tháng. Nếu mà chuẩn, có một phiên bùng nổ theo đà chuẩn, sau đó xong có những cái phiên mà back up cho nó, break sau đó, thì có thể chúng ta cứ kỳ vọng khoảng 1-2 tháng, ít nhất là như thế.
Dài hơi thì khoảng 2 đến 3 tháng, thậm chí là 3 tháng rưỡi. Ít nhất là như thế, để cả nhà hình dung là một con sóng nó sẽ kéo dài như thế để anh em đánh đấm. Tất nhiên là cơ hội nó sẽ rất nhiều, nó chia làm nhiều giai đoạn và cơ hội sẽ rất nhiều. Nhưng mà ý là anh em nên tập trung vào cổ phiếu và anh em phải hiểu được các cổ phiếu theo từng giai đoạn. Ví dụ giai đoạn tăng 3 tháng thì cái giai đoạn đầu này nó rất dễ, những cái con vượt đỉnh rồi và tăng gần đỉnh thì là nó dễ vượt. Còn bắt đầu đến cái giai đoạn số 2, bắt đầu mới khi mà dòng tiền nó vào mạnh rồi, bắt đầu mới đến những cái nhóm đầu cơ chẳng hạn. Thì anh em nên tập trung vào những cái thứ đấy, ba cái đầu là nhiều hơn. Thay vì anh em tập trung cái thứ 4 là anh em cứ sợ nó gãy, sợ như này thế kia. Tại vì là sau khi mà bùng nổ theo đà xong thì cái việc rung lắc và việc backtest là bình thường, quan trọng là test lại như thế nào thôi. Test lại mà không để lại, ví dụ những cái phiên phân phối vốn quá lớn thì nó là điều hết sức là bình thường. Nó giống ở trong mục số 2 mình đã chia sẻ với anh em. Thì đó là một vài những cái kinh nghiệm mà đánh trong bùng nổ theo đà, nó áp dụng cho rất nhiều thứ, nó áp dụng cho rất nhiều các lần bùng nổ theo đà thôi. Lần nào thì nó cũng thế thôi. Lần nào thì nó cũng thế thôi anh em nhé. Và sau khi nếu mà anh em đã mua được đúng cổ phiếu rồi thì tốt nhất là anh em nên nắm giữ. Khi đạt đến cái target khoảng 15-20% thì anh em có thể tiến hành anh em chốt 1/3. Sau đó xong thì anh em sẽ kỳ vọng tiếp, đúng không? Khi nào hết trend thì anh em bán nốt. Ok, đấy là cái câu chuyện liên quan đến đánh theo bùng nổ theo đà. Mà kinh nghiệm sau đó thì phải làm gì thì anh em nên quan tâm là như vậy. Có một vài kinh nghiệm đó anh em chủ động anh em chắt lọc ở trong video này. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà đầu tư luôn thành công. Bye bye.